Hello mọi người, nay em sẽ đi tham gia lái thử của nhà máy tổ chức tại Tân Phú, góp mặt 4 đại lý lớn Nissan tại miền Nam. Mọi người cũng đón chờ xem nha. Em là Hiếu, mọi người cùng đón chờ xem clip mới nhất nha. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem ạ. Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Và đây chính là chiếc xe Nissan Navara phiên bản 2022. Xin được chúc mừng anh đã nhận một phần quà đến từ mini game này ạ. Và bây giờ xin được mời phần quà đến từ chương trình nhé. Và hãy nhìn về phía trước và lưu lại một phút mình cùng với Nissan. Và xin được cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những vị khách hàng chúng ta đã tham gia lái thử xe và cũng như là tham gia vào mini game ạ. Chiếc vali du lịch. Xin được mời đại lý miền Nam ạ.
cho vị khách hàng may mắn nhất của chúng ta trong ngày hôm nay. Và xin mời tất cả quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho những vị khách hàng may mắn được không ạ? Rất tuyệt vời, xin được cảm ơn tất cả quý vị và chúng ta cùng nán lại để lưu lại những bức hình cùng với chương trình trong ngày hôm nay. Quý khách hàng chúng ta đã tham gia vào hoạt động giúp thăm trúng thưởng.